video này mình sẽ hướng dẫn các bạn đo cường độ dòng điện của bóng đèn led trong gia đình. Rất nhiều bạn comment hỏi mình cái cách mà đo cường độ dòng điện của cái đèn led như thế nào. Cho nên mình đã trong cái video trước đó mình đã hướng dẫn các bạn đo cường độ dòng điện không tải nha các bạn. Không tải là cái đèn led nó không sáng á. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn đo cường độ dòng điện của bóng đèn led có tải nha. Thứ nhất các bạn kiểm tra cho mình cái đèn led này bắt buộc là phải sáng trước nha. Các bạn lấy một cái đuôi đèn test thử coi. Cái đèn sáng nó phát sáng là mình mới đo được cường độ dòng điện của cái bóng đèn này nha các bạn. Cường độ dòng điện tiêu thụ á. Rồi. Các bạn thấy nó sáng là mình đo được nha các bạn. Rồi tắt nguồn đi. Cái cách này là cái đèn led bulb. Các bạn có thể đi làm trong các bạn áp dụng trong cái đèn led T8 tiếp led T8 á, hoặc là cái đèn led âm trần, trường hợp tương tự hết nha các bạn. Ở đây mình cứ vẽ ra một cái sơ đồ. Bên trái mình đó các bạn là cái mặt nguồn led driver nha các bạn. Cái bo nguồn led driver như thế này nha các bạn. Thì bên trong đèn này á là sẽ có một cái bo nguồn led driver cung cấp cái nguồn cho cái vỉ là một cái thanh led hoặc có module led này nó sáng. Tiếp đến đó, chúng ta sẽ mắc cái amake. Nếu các bạn nhẹ nhàng các bạn có vô amake thì các bạn đo trực tiếp luôn nha, chỉnh cái thang đo cần thiết là được rồi. Còn không có các bạn sẽ dùng đồng hồ vạn năng VOM để các bạn bật cái thang đo ampere để các bạn đo cường độ dòng điện qua đi qua nha các bạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ nói chung là cái này tải nha các bạn. Tải là một cái vỉ led, một thanh led, một dây led. Ở đây trên đối với đèn laptop á, là một cái vỉ led nha các bạn, hay là cái module led đó. Là toàn bộ các chip led nó chứa trong cái vỉ này nha các bạn. Còn đối với đèn tiếp led T8 á, là nguyên một thanh, hoặc là đối với đèn led âm trần á, là nó mà là một dây led luôn nha các bạn. Thì mình nói chung á, đây là cái tải nè. Nó gồm có vỉ led, thanh led và dây led. Thì mình sẽ tiến hành mình mắc amake, mắc nối tiếp với tải và mình cấp nguồn để cho cái đèn led này nó sáng. Đồng thời mình sẽ đo được cường độ dòng điện đi qua cường độ dòng điện tiêu thụ đi qua cái đèn led này nha các bạn. Rồi ở đây mình sẽ bắt tay mình làm. Cái đèn này nó sáng nha các bạn, mình sẽ xả một cái chân cộng ra ha. Các bạn có thể tự ấy các bạn, mắt trước cũng mắt sau cũng được. Các bạn có thể làm theo sơ đồ cũng được nha các bạn. Đây là dây cộng nha các bạn. Chân cộng á. Cái chân cộng này á, nó đi từ cái nguồn led driver nè, bên trong cái đèn led này các bạn. Nó sẽ có cái nguồn led driver cung cấp nguồn cho cái vỉ led này. Thì đây có hai dây AC. Đây là có hai chân cộng trừ nha các bạn, cộng trừ bên đây nè. Cộng trừ thì nó ra hai chân cộng trừ đây, cấp cho cái vỉ led này nó sáng. Ở đây mình sẽ tách cái chân cộng ra nha các bạn. Chân cộng còn cái dân chân trừ á mình sẽ giữ nguyên nha. Hai chân này là chính là cái chân đầu ra của cái bo nguồn led driver này. Thì tiếp theo mình sẽ mắc nối tiếp nha các bạn, nối tiếp với cái amake hoặc là cái đồng hồ đa năng VOM và mắc nối tiếp với tải này các bạn. Cái tải này các bạn có thể xác định luôn nha. Tại vì cái tải này cũng có hai chân cộng trừ nha các bạn, chân dương á, chân dương cộng trừ. Trên đây cũng có con chân cộng chân trừ nữa các bạn. Các bạn mắc vậy cho nó dễ ha. Nói chung là các bạn cách mắc này mắc nối tiếp nha các bạn để đo cường độ dòng điện qua tải. Ở đây mình sẽ dùng hai cái đầu nối nhanh nha các bạn với một sợi dây điện nha. Hai đầu nó nhanh, cái đầu nó nhanh này để hàng làm cho nó dễ nha các bạn. Thứ nhất á, mình sẽ dùng một sợi dây điện nè với một cái đầu nó nhanh, mình sẽ hàng vào cái chân cộng nè các bạn, chân cộng của vỉ led này nha. Các bạn hàng cho mình. Áp dụng cho đèn tiếp led T8 với đèn led bulb
mà là đèn led âm trần luôn. Cái đầu dây này á được nối một cái jack nối nhanh nha các bạn. Một đầu còn lại á, cái nguồn dương led driver này các bạn. Đây nè, cái dây dương của nguồn led driver các bạn nối một cái đầu nối nhanh luôn nha các bạn. Cái này mình kẹp cho giả để mình khỏi hàng, cho nói chung là thao tác cho nó nhanh nha các bạn. Nè. Cái đầu dương của cái nguồn led driver nha các bạn. Như vậy là xong rồi. Rồi các bạn bắt đầu kết nối. Trên tay mình đó là cái đồng hồ số VOM. Ở cái thang đo này các bạn chuyển vào cái thang đo nhân 10A cho mình nha các bạn. Đây mình chuyển vào thang đo bên nhân 10A. Đồng thời cái đây là cái dây đen á, thì các bạn chỉ vô cổng com cho mình nha. Để các bạn đo được cường độ điện. Cái dòng á lên khoảng 10A nha các bạn. Đó các bạn có nhìn vào sơ đồ các bạn kết nối cũng dễ nha các bạn. Đây là cái nguồn led driver, các bạn nối với dây dương của VOM, dây dương dây đỏ nè các bạn. Còn cái dây âm của VOM á thì các bạn nối vào phần dương của cái vĩ led hoặc cái thanh led này nha các bạn. Rồi mình tiến hành mình kết nối nha các bạn. Đây. Que đỏ. Mình sẽ kết nối vào cái đầu vào đầu nguồn của led driver. Còn cái phần dương nè, mình nó đánh dấu cái phần dương của cái vĩ led nè các bạn. Các bạn kết nối vào cái phần dây âm của cái VOM. Các bạn nhớ kết nối chặt nha các bạn, coi như nó lỏng nó ung ra nha các bạn. Rồi sau khi kết nối ổn như thế này á thì các bạn bắt đầu tiến hành đo. Các bạn nhớ nha các bạn, đừng có để cho nó lỏng dây hay gì á, nó chập chờn á, có thể là làm chết chip led nha các bạn. Nên mình sẽ các bạn quan sát các bạn kết nối chuẩn hết rồi các bạn mới bật nguồn lên cấp nguồn cho nó các bạn. Các bạn đã xét được cái thang đo là khoảng 10A, đo được dòng 10A nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ tiến hành đo để kiểm tra coi cái cường độ điện qua cái đèn led này nó đưa khoảng bao nhiêu. Sau đây mình sẽ cấp nguồn vô nha. Rồi các bạn thấy không? Rồi sau khi mình bật nguồn cái đèn led nó sáng nha các bạn. Cái đèn led nó sáng thì giờ mình sẽ dời qua đây. Đây là cách kiểm tra cường độ dòng điện đi qua cái bốn đèn led này ở chế độ có tải nha các bạn. Đây mình sẽ lấy cái đồng hồ ha. Các bạn quan sát cho mình nha. Các bạn thấy không? Cái dòng điện của nó, cường độ dòng điện của nó là khoảng 240mA nha các bạn, 240mA. Ở đây là cách đo cường độ dòng điện. Các bạn trực tiếp, các bạn có thể là tự làm ở nhà được nha. Rất dễ nha các bạn. Cường độ điện có tải. Đây cũng chính là cường độ dòng điện tiêu thụ của đèn led này luôn nha các bạn. Cường độ của nó là khoảng 230-240mA. Đo này, cách đo này đo trực tiếp nha các bạn. Rồi với giá trị vừa rồi chúng ta sẽ đo được cái Y nè các bạn, cái dòng Y nè. Y qua cái vĩ led này nè các bạn. Nó khoảng là Y nè, nó sẽ bằng là 240mA nha các bạn. Để các bạn đo được dòng của nó nha. Rồi tiếp theo đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đo gián tiếp nha các bạn. Với cách đo gián tiếp này là cách đo mà không qua cái giá trị đo ampe kế hoặc là cái VOM mà sử dụng, các bạn sẽ đo gián tiếp thông qua một con điện trở. Các bạn nối tiếp cho mình một con điện trở 1 ohm qua vĩ led này nha các bạn. Rồi các bạn tiến hành đo nha. Ở đây mình sẽ tháo cái vị trí này ra rồi mình sẽ set lại nha các bạn. Các bạn đo được cái cường độ dòng điện thông qua con điện trở mắc nối tiếp. Rồi trên tay mình có vẽ ra một cái sơ đồ nha các bạn. Đây là cách đo gián tiếp thông qua cái con điện trở các bạn mắc nối tiếp vào
cái giá trị 1 ohm nha các bạn. Đây là một bộ led driver. Nhưng mà ở đây các bạn không dùng ampe kế hoặc là chuyển cái thang đo sang ampe kế của cái đồng hồ đo số, các bạn chuyển cái thang đo đo vôn kế cho mình nha, đo điện áp. Điện áp rơi trên cái điện trở này nè, 1 ohm nè. Sau đó các bạn dùng định lượng ohm, các bạn tính được cái điện cường độ điện á đi qua con điện trở này. Tại vì ở đây á là cái con điện trở 1 ohm này nè, nó mắc nối tiếp với cái đèn vĩ đèn led nè các bạn. Nên cái dòng đi qua IR nó chính bằng ILED luôn nha các bạn. Ở đây mình sẽ có IR nó bằng ILED luôn rồi. ILED là chính để y dòng qua cái vĩ led hoặc cái thanh led này nè các bạn. Thì như vậy là mình sẽ mắc thêm một con điện trở 1 ohm nha các bạn. Mắc nối tiếp với cái thanh led vĩ led này nè. Cái con điện trở 1 ohm này mình lấy ở đâu? Lấy trong các bạn có thể tìm ở ngoài, hoặc là các bạn có thể lấy, mình lấy trong cái bo điện thoại di động các bạn, bo cục sạc điện thoại di động á. Đây này, cái ngõ vào AC của nó là sẽ có một con điện trở cầu chì khoảng 1 ohm nha các bạn. Mình sẽ tiến hành là lấy con điện trở cầu chì này ra nha. Mình sẽ gắn vô đây, mình sẽ test thử. Đa phần mấy cục sạc điện thoại các bạn, nó sẽ có một con điện trở cầu chì hoặc là cái cầu chì ống nha các bạn. Nó để bảo vệ, nó tránh quá dòng nha các bạn. Rồi, mình sẽ lấy ra rồi nha các bạn. Đây con điện trở mình lấy ra rồi nha. Thì các bạn tiến hành nối thêm cho mình nha. Cái dắt này nè, các bạn gỡ ra nha. Rồi đây là dây cộng, dây cộng của nguồn led driver, thì các bạn hàng vô nha, hàng một chân vô. Còn cái dây này hôm nãy lúc nãy là mình giữ nguyên nha các bạn, giữ nguyên không thay đổi ha. Các bạn hàng vô cho mình. Rồi được rồi nha bạn, chờ cho nó dính xong rồi nhau nha. Có điện trở mình vừa hàng vô, mình sẽ hàng một chân cái nguồn cộng nè, nguồn cộng của cái bo led driver. Phần kia mình sẽ nối vào cái chân dương của vĩ led này nha các bạn. Ở đây có hai chân nè, chân cộng trừ nè, vĩ led, thanh led, dây led. Đây cộng trừ đây nè. Cái cách làm này cũng tương tự như cái cách mắc nối tiếp nãy nha các bạn. Các bạn chân này các bạn hàng vô nha. Các bạn tiến hành hàng cho ăn chân nha các bạn. Cho cái một đầu của con điện trở này nè nối với chân dương của cái vĩ led này nha. Rồi xong nha các bạn. Chúng ta kết nối được cái mắc nối tiếp này nha các bạn. Rồi ở đây á, các bạn khoan bật cái bước đầu điện áp, các bạn thử cho mình cái đèn led này nó sáng trước nha các bạn, coi nó sáng ổn hay không. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn, mình kiểm tra trước nha các bạn, sau đó mình mới bật cái đồng hồ mình đo cái mức điện áp rơi trên cái điện con điện trở 1 ohm này nha. Rồi các bạn thấy không, nó sáng là ok nha các bạn, là các bạn hàng dính cái con điện trở này rồi nha. Thì cái này mắc nối tiếp á, các bạn mắc hàng á là nói chung là thông mạch cái con điện trở này giống như một con điện trở cầu chì thôi. Nó nối khi mà cái con điện trở cầu chì á thì áp rơi á nó rất nhỏ nha các bạn. Thì dòng á, dòng nó thông mạch nha các bạn. Cứ như là hai cái điểm này nối tắt với nhau á, khi mà ví dụ trường hợp nó hở mạch á thì điện, các bạn đo điện áp á nó cao. Còn trường hợp mà nó thông mạch nha các bạn, cái điện áp nó rơi thấp nha các bạn. Sau đây á, mình sẽ tiến hành mình chuyển cái thang đo. Các bạn chuyển cái thang đo điện áp cho mình nha. Ở đây mình sẽ có mức 20V. Mình sẽ chuyển vào mức 20V nha các bạn. Mà cái đồng hồ về 20V nha. Mình đo điện áp nha các bạn, không có đo được cường độ dòng điện nha. Tại vì lúc đầu hôm nãy làm cái cách đo trực tiếp á, là cách đo trực tiếp thì mình đã dùng
cách đo cường độ dòng điện rồi. Còn đây mình đo gián tiếp, mình không cần dùng cường độ dòng điện nữa, mình đo điện áp. Điện áp chia rơi trên cái con điện trở này các bạn, điện trở 1 ohm nha. Và sau đây mình sẽ cấp nguồn. Cái que đen mình giữ nguyên nha các bạn. Cái que đen mình vẫn giữ nguyên. Còn cái que đỏ này các bạn, que đỏ này nè, các bạn sẽ chạm vào khi mà các bạn đọc cái đèn led nó sáng lên đó, các bạn chạm vào cái phần tiếp xúc giữa cái con đỡ đầu con điện trở với cái nguồn led driver nè các bạn. Đây các bạn đo à, nói chung là các bạn đo mà, khi mà đo điện áp rơi trên con điện trở 1 ohm á là bạn, nói chung là đo song song nha các bạn. Rồi chúng ta bắt đầu tiến hành đo nha các bạn. Các bạn nhớ kết nối cẩn thận nha các bạn. Đây mình sẽ chạm một que đo vô đây, một chân vô một cái đây nè, vị trí cái con điện trở tiếp xúc. Cái thằng đo 20V nha các bạn, mình đo điện áp 20V nha. Rồi cấp nguồn rồi các bạn. Khoảng 4 nha các bạn. Cái điện áp nè, điện áp là 0.24. Ở cái điện áp này là mình đo được là khoảng 0.24V nha các bạn. Các bạn thấy không, 0.24V là cái giá trị mình đo được nha. Rồi mình sẽ tắt nguồn đi. Hôm nay cái công thức mình đã tính rồi nha các bạn. Đây mình dẹp hết đi. Đây cái giá trị á, giá trị UR, điện áp rơi trên R nè các bạn, mình sẽ đo được là 0.24V. 0.24V mà chia cho cái giá trị R là 1 ohm các bạn, nó cũng bằng là 0.24 nha các bạn. 0.24 nè các bạn. Pilot 0.24 là cái này giá trị là ampe nha các bạn. Hôm nãy á, mình đo được giá trị là Y, dòng Y là 240mA. Cái này 0.24 là cũng còn 0 ha, là 240mA luôn nha các bạn. Vậy đây á, là với cách đo gián tiếp, là các bạn đo có được tính ra dùng cái thông qua cái đường ohm á, Y xong U chia R thì các bạn tính được giá trị là 240mA. Đo gián tiếp nó hơi phức tạp một tí nha các bạn, các bạn có mắc thêm điện trở. Còn cái lúc có cái đo trực tiếp nữa đơn giản hơn, thì cái dòng Y nó có dòng Y qua cái vỉ led, thanh led hoặc cái dây led này á, nó cũng là 240mA, tương tự nhau nha các bạn. Y nè, nó chính bằng Y led nè các bạn, cũng mình tính ra 240mA với cái đo trực tiếp và đo gián tiếp. Như vậy á, trong video này á, mình sẽ đã hướng dẫn các bạn á cái cách mà đo cường độ dòng điện tiêu thụ của cái đèn led này nha các bạn, với hai phương pháp đo, đó là phương pháp đo gián tiếp và cái đo trực tiếp. Rồi video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có yêu cầu thắc mắc gì á, các bạn cứ để comment lại dưới video nha, mình sẽ support hỗ trợ các bạn nha. Rồi chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình.